tập gym về. Gym gym đồ ha. À, dạo này tôi thấy gym gym đồ. Bê đê không à? Cái gì bê đê? Gym. Đừng có đánh đồng ai giống nhau. Tôi tập gym cũng 2 năm trời rồi. Có người yêu. Duyên dáng, dễ thương. Cuối năm nay cưới nè. Ghê vậy. Ừ. Cưới luôn. Tên gì? Cổ tên Dũng. Trịnh Minh Dũng. Thể thao Yes, chuyên may đồ thể thao và đồng phục cao cấp. Đồng phục công ty thì chuyên nghiệp, đồ thể thao thì mặc mát và rất thoải mái. Làm sao để đi làm như đi chơi thể thao? Kết hợp đồ thể thao và đồng phục công sở, đó là đồng phục vải thể thao. Vải thể thao mát rượi, có giãn tối đa, độc quyền từ Thể thao Yes. Đặc biệt, nhận may số lượng ít từ 6 áo. Nhân viên mặc mát, xếp mát mặt. Xem ngay tại website đồngphucvaithethao.com.